ông đi ra đây đi, hôm nay không trả lương thì đừng có đi đâu hết á. Chặn xe ông lại đi. Ok, để tao. Hôm nay ông nhất định phải chuyển tiền cho tôi nha. Ở nhà còn vợ con nữa, trung thu tới nơi rồi. Bảo ơi, cái tiền của dự án này á, thì anh đã chuyển khoản cho em rồi đấy. Thì em lấy tiền đó đi phát cho tất cả nhân viên đi nhé. Và cho nhân viên về đón Tết đoàn viên em nhé. Năm nay thì rất là vất vả cho em rồi đấy. Dạ không sao đâu ạ. À, anh yên tâm đi anh Linh. Em đi làm việc trước đi. Kèo trên chấp kèo dưới nửa trái hả? Vừa đang có tiền. Ok, tới ngay đây. Ok, anh cũng hiểu được tâm tình của hai đứa. Và anh thấy là hai em ấy, là năm nay cũng làm việc vất vả đấy. Công lao của công ty ấy, thì đều có sự góp mặt của hai em. Bây giờ vấn đề của hai em ấy, thì anh sẽ giải quyết ngay. Trong này ấy, thì có 20 triệu, hy vọng là hai anh em có thể về quê đón Tết vui vẻ nhé. Còn liên quan đến lương của hai anh em mà tại sao đến bây giờ vẫn chưa được phát ấy, thì anh sẽ điều tra nó một cách rõ ràng. Và hai anh em cũng đã vất vả rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.